Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một loại pháo mà các bạn trẻ, các em nhỏ cũng rất hay thích nghịch những loại pháo này, mà nó cũng không phải là nguy hiểm, mà mình mới đặt được ở trên Lazada về. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn xem là cái loại pháo này chơi như thế nào và có đẹp hay không nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ bóc hộp. Cái này đầu tiên thì mình nhìn ở trên mạng ấy, thấy nó khá là to, tuy nhiên là khi mà nhận được hàng thì nó nhỏ, cả cái bao bì nó chỉ có hơn có bàn tay một chút thôi. Bây giờ thì mình sẽ bóc ra xem như nào nhé. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Đầu tiên thấy xem ở trên mạng thấy khá là to, thế mà mua về thì hơi nhỏ. Mình chia sẻ thêm cho các bạn là cái này mình mua ở trên Lazada nhé, mà ở trên Shopee của nó cũng có bán nhé. Mình sẽ mở nó ra các bạn xem. Đây. Đây mình đã tháo được bao bì đây, các bạn nhìn pháo nhá. Đấy. À, một cái vỉ pháo này của nó là có 60 viên. À, 60 viên rất là nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ thì mình sẽ phải bóc nó ra để cho các bạn xem. Đây các bạn này. À, pháo này nó nhỏ này thôi. Đây mình để cho các bạn xem nhìn cho rõ này. Đấy, nó nhỏ xíu rồi. Bạn thấy không? Bên trong thì nó có một cái cuộn pháo này. Đây để mình lấy, mình sẽ lấy một cái quả pháo mà nó đã bị, mình để ý là có một quả pháo nó bị hỏng cái vỏ, mình sẽ lấy luôn để các bạn nhìn trong bên trong nó có cái gì. Đây các bạn này. Đây các bạn này. Đây bên trong của nó là một cái đường ống pháo mà nó quấn này, xong rồi sau khi mà nó lổ thì nó sẽ xoáy xoáy xoáy. Đây mình sẽ bóc ra các bạn xem. Đây. Đây các bạn này. Đấy. Pháo nó chỉ như này thôi, một sợi dây đốt vào đây thì nó sẽ cháy xèo xèo xèo. Đó. Và mình thấy 60 viên cũng tưởng là to nhưng mà hóa ra nó cũng nhỏ thôi. Và mình nghĩ là chắc là cũng đủ dùng để có thể gọi là review cho các bạn xem. Thì bây giờ mà các bạn sẽ cùng mình gọi là đi đốt pháo để xem nó có đẹp hay không nhá. Đây mình bóc ra được 60 viên, rất là ít thôi mọi người ạ, nhưng mà chắc là cũng ổn được. Bây giờ mình sẽ để cho thằng cháu mình nó lổ quả đầu tiên nhá. Đây. Đấy. Nào. Đốt đi cháu. Xóa quá. À mọi người ơi, nó xoáy này. Ấy. Ui nó lan rồi. Nó lan hết luôn rồi. Nó lan hết vào đây rồi. Ui. Ui ui ui. Đang một quả rực rỡ. Ui dồi. Lại tiếp tục quá. Khoái quá, khoái quá. Ôi, khoái quá. Ui dồi. Thử một quả mà nó làm cho một phát rực rỡ luôn. Các bạn ơi, quả mình thử mới thử một quả thôi mà nó bắn cái tia vào mà nó lổ hết cả cái đống pháo của mình rồi. Bây giờ trên tay chỉ còn lại có mấy quả còn sót lại mà nó chưa cháy thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ đốt một phát cho hết luôn nhá. Ôi, các bạn nhìn thấy pháo nó bay đẹp không? Mỗi tội là nó lổ cùng một lúc ấy thì nó hơi bị khói nên là hơi bị nậm cổ tí. Bây giờ mình sẽ đốt hết chỗ này nhá. Bây giờ còn mấy quả thì mình sẽ đốt luôn một lúc này. Nào, đốt đi các bạn, đốt đi. Gió. Gió cầm lên. Rồi.
La đi, la sang mấy quả kia nào. Ôi trời, mình phải ra ngõ mình đốt đỡ khói. Ôi, hết rồi. Phúi trời. Một quả. Quả này không xoáy rồi. Rồi, hết. Hết phim. Kết thúc video các bạn ạ. À, nói chung là cái quả, cái pha mà đốt thử quả đầu tiên ấy, sau đó nó lan sang ấy, khói nó nghi ngút, bây giờ lợn nó cổ ấy. Cái pháo này thì chơi thì nó không nguy hiểm các bạn, nhưng mà các bạn cũng phải nên lưu ý, đừng giống như mình nhé. Chơi là nó cháy lan như thế là cũng rất là, ví dụ ở chỗ nào mà nó bị dễ cháy thì nó sẽ hay bắt lửa đấy, nên là cũng nguy hiểm. Còn về tiếng nổ thì cái pháo này nó không có, nó chỉ có xoáy thôi, mà các bạn nhìn thấy xoáy rất là đẹp đúng không? Đấy, nếu bạn nào mà chơi thì cẩn thận hơn mình một chút nhá. Hôm nay mình chơi lần đầu tiên nên là nó kinh nghiệm hơi loan, là hơn nữa là gió to này nó tạt đấy, là cái tia lửa nó bắn sang một phát thôi mà nó cháy hết cả một đám luôn, khói nghi ngút các bạn ạ. Mình xin phép dừng video tại đây. Xin chào các bạn nhé, hẹn gặp các bạn ở tại video tiếp theo. Bye bye.